Thời vụ A4, xin chào quý khách. Mazda CX-5, một mẫu xe đến từ Nhật Bản với ngoại thất trẻ trung và nội thất hiện đại, cùng với thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ vào tháng sau, thì hôm nay hãy cùng Thời vụ tìm hiểu về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mãi của mẫu xe này trong thời điểm đầu tháng 11. Nếu quý khách chưa có thời gian xem hết video, hãy nhấc máy gọi ngay Thời vụ A4 theo số điện thoại 0982 601 659 để nhận được báo giá và các chương trình khuyến mãi ngay lập tức nhé. Trước khi đi vào giá xe, đừng quên subscribe Thời vụ A4 để đón xem các thông tin mới nhất về thị trường xe hơi Việt Nam và cập nhật giá xe hàng ngày. Mazda CX-5 đang được Thaco phân phối tại thị trường Việt Nam lên tới 7 phiên bản. Đầu tiên là New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD. Phiên bản này có giá niêm yết là 1.059.000.000, đang được giảm giá còn 1.044.000.000. Lăn bánh Hà Nội khoảng 1.180.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 275.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 1.140.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 230.000.000. Tiếp theo là phiên bản New CX-5 2.5 Signature Premium 2WD cho hai tùy chọn, nội thất đen và trắng. Phiên bản này có giá niêm yết là 999.000.000. Lăn bánh Hà Nội khoảng 1.130.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 260.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 1.090.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 215.000.000. Phiên bản CX-5 2.5 Signature Luxury. Phiên bản này có giá niêm yết là 889.000.000, lăn bánh Hà Nội khoảng 1.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 250.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 970.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 190.000.000. Thứ tư là phiên bản New CX-5 2.0 Premium. Phiên bản này có giá niêm yết là 919.000.000, đang giảm còn 872.000.000. Lăn bánh Hà Nội khoảng 990.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 230.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 955.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 185.000.000. Thứ năm, phiên bản New CX-5 2.0 Luxury. Phiên bản này có giá niêm yết là 879.000.000, đang giảm còn 833.000.000. Lăn bánh Hà Nội khoảng 950.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 220.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 915.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 180.000.000. Thứ sáu, phiên bản New CX-5 2.0 Deluxe. Phiên bản này có giá niêm yết là 839.000.000, đang giảm còn 793.000.000. Lăn bánh Hà Nội khoảng 903.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 210.000.000. Lăn bánh tỉnh khoảng 870.000.000, trả góp tối thiểu khoảng 170.000.000. Lưu ý, giá trên chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm thần vỏ và xe đã thẳng. Trên đây là giá cơ bản của Mazda CX-5. Hãy gọi ngay Thời vụ A4 số điện thoại 0982 601 659 để nhận được nhiều ưu đãi về tiền mặt và quà tặng nhé. Yeah, oh, oh, oh. A song is running like a river, like the.
thuê Vũ Auto vì vô cùng xế chất.